Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 19 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, siêu bão Sodelo dự báo sẽ đổ bộ vào Đài Loan vào chiều tối ngày 18 tháng 9 và đến ngày 19 tháng 9 sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Đông Trung Quốc. Để chủ động đối phó với siêu bão, chính quyền Đài Loan Trung Quốc đã đình chỉ hàng loạt chuyến tàu và di chuyển khẩn cấp hơn 2.600 dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong khi Trung Quốc khởi động báo động khẩn cấp cấp 3 để đối phó với cơn bão. Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc, siêu bão Sodelo, Trung Quốc gọi là cơn bão số 13, có sức gió giật mạnh nhất lên tới 209 km/h, dự báo sẽ đổ bộ vào Đài Loan vào chiều tối ngày 19 tháng 9 và đổ bộ vào các tỉnh miền Đông Trung Quốc vào ngày 20 tháng 9. Dự báo, khi vào đất liền, sức gió sẽ còn mạnh hơn, tạo ra những đợt sóng cao từ 8 đến 10 mét. Để đối phó với siêu bão Sodelo, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ra chỉ thị yêu cầu các địa phương liên quan và các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa tổn thất về tài sản, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân. Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc khởi động cảnh báo cấp 2 đối với sóng lớn và chiều cường, trong khi Cơ quan Phòng chống thiên tai Quốc gia Trung Quốc phát đi cảnh báo cấp 3 đối phó với bão, cử 7 đoàn công tác đến các tỉnh miền Đông Trung Quốc để chỉ đạo công tác chống bão. Do ảnh hưởng của bão, hàng loạt các chuyến bay đi và đến các tỉnh miền Đông Trung Quốc sẽ thay đổi lịch trình trong 2 ngày nay. Tất cả các chuyến bay từ Bắc Kinh đến thành phố Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến sẽ ngừng hoạt động. Còn tại Đài Loan, Cơ quan Khí tượng Đài Loan dự báo bão Sodelo sẽ tàn phá mạnh nhất trong khoảng thời gian từ tối qua đến rạng sáng nay. Dự báo sức gió sẽ còn mạnh lên khi đổ bộ đến Đài Loan. Để chủ động đối phó, chính quyền Đài Loan đã huy động hơn 32.000 binh sĩ sẵn sàng công tác cứu hộ, yêu cầu tất cả các cơ quan phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa, chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp như sóng lớn, sạt lở đất, cũng như chú ý các an toàn công trình xây dựng. Từ chiều hôm trước đó, hơn 2.600 hộ dân tại 3 điểm đảo xa bờ đã buộc phải sơ tán vào nơi trú ẩn an toàn, các dịch vụ chở hàng và chở khách giữa các hòn đảo đã phải đình chỉ. Siêu bão Sodelo đã đổ bộ vào quận Tường An của thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, rạng sáng ngày 19 tháng 9 với sức gió lên tới 172,8 km/h. Theo Tân Hoa Xã, đây là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay tính đến thời điểm này và cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào phía nam tỉnh Phúc Kiến kể từ khi các số liệu địa phương được lưu giữ năm 1949. Gió mạnh đã rung lắc cửa sổ trên các tòa nhà cao tầng, làm gián đoạn việc cung cấp nước tại nhiều khu vực của thành phố Hạ Môn. Công ty điện lực thành phố Hạ Môn cho biết bão Sodelo đã làm hư hại nghiêm trọng hệ thống đường dây điện, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Các đảo ngoài khơi thành phố Hạ Môn cũng trong tình trạng tương tự. Bão Sodelo tràn vào đúng kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày. Nhiều trường học tại các thành phố Duyên Hải Phúc Châu, Hạ Môn, Trường Châu, Tuyền Châu và Phù Điền của Phúc Kiến đã phải đóng cửa vào ngày 18 tháng 9 để phòng bão. Cơ quan quản lý đường sắt tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã hủy 144 chuyến tàu hỏa hoạt động từ 3 ngày nay. Trước đó, bão Sodelo đã quét qua cực phía nam vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, làm một người thiệt mạng và 38 người bị thương. Bão cũng gây mưa to gió lớn và khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện. Các trường học và các công sở tại nhiều quận phải đóng cửa, đa số các chuyến bay nội địa bị hủy, trong đó có tất cả các chuyến bay cất cánh từ sân bay Cao Hùng. Nhiều chuyến bay quốc tế ở sân bay này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Động đất Ludian, tỉnh Vân Nam. Thưa quý vị, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày thứ Tư vừa qua, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam. Tâm chấn của trận động đất ở vị trí 27,1 độ Vĩ Bắc, 103,3 độ Kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 12 km và 1.335 dư chấn. Tính đến 15 giờ ngày 19 tháng 9, tổng cộng 617 người đã thiệt mạng trong trận động đất, bao gồm 526 người ở huyện Ludian, 78 người ở huyện Khaojia, 1 người ở huyện Triệu Dương và 12 người ở huyện Huje, 112 người mất tích, 3.143 người bị thương và 22,97 triệu người bị ảnh hưởng. 10.000 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp. Khu vực thiên tai đã ảnh hưởng đến 1.088.400 người, 80.900 ngôi nhà bị sập và chính phủ trung ương đã phân bổ 2,2 tỷ nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai. PLA và lực lượng cảnh sát vũ trang có gần 10.000 quân để cứu trợ trận động đất. Khi rời Bắc Kinh để thị sát lần đầu,
Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chọn điểm dừng chân đầu tiên ở khu vực bị động đất là Ludian, Vân Nam. Vào chiều ngày 18 tháng 9, ông Tập Cận Bình đã đi xe gập ghềnh đến thị trấn Long Tao San, tâm trấn của hẻm núi đang được cứu trợ động đất với nhiều thương vong. Trên bảng triển lãm, những bức ảnh trước và sau trận động đất tương phản rõ rệt, vẻ mặt của ông rất trang trọng. Vào ngày hôm đó, trụ sở phục hồi và tái thiết sau thảm họa của trận động đất Ludian mạnh 6,5 độ Richter ở tỉnh Vân Nam đã thông báo tại thị trấn Long Tao San, huyện Ludian rằng sau thời gian làm việc chăm chỉ, việc khôi phục và tái thiết sau thảm họa của trận động đất Ludian mạnh 6,5 độ Richter đã được hoàn thành hoàn toàn. Vào lúc 16 giờ 30 phút theo giờ Đài Bắc, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, tâm chấn ở 27,1 độ vĩ Bắc, 103,3 độ kinh Đông với độ sâu tâm chấn là 12 km. Vào lúc 19 giờ 07 phút cùng ngày, một trận động đất nữa mạnh 4 độ Richter xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, vị trí ở kinh độ 103,6 độ, vĩ độ 27,1 độ. Độ sâu tiêu cự là 8 km. Vào lúc 22 giờ 28 phút, một trận động đất có cường độ 4,1 độ Richter xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, tâm chấn ở 27,1 độ vĩ Bắc, 103,3 độ kinh Đông với độ sâu tâm là 11 km. Tính đến 8 giờ ngày 19 tháng 9, tổng cộng 1.335 dư chấn đã được ghi nhận. Trong đó, có 10 trận động đất có cường độ từ 5,0 đến 5,9 độ Richter, 4 trận động đất có độ lớn từ 4,0 đến 4,9 độ Richter và 8 trận động đất có độ lớn từ 3,0 đến 3,9 độ Richter. Theo trang web của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, mạng lưới động đất Trung Quốc xác định một trận động đất có cường độ 3,2 độ Richter xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, với tâm chấn ở vị trí 27,1 độ vĩ Bắc, 103,3 độ kinh Đông. Huyện Ludian là một trong những quận thuộc quyền quản lý của thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Vân Nam, phía nam của thành phố Giao Tông và bờ bắc của sông Niu Lan. Khoảng cách theo chiều ngang đông tây của quận là 50 km, theo chiều dọc bắc nam là 60 km, tổng diện tích là 1.519 km2. Trong đó, miền núi chiếm 87,9% tổng diện tích và diện tích đập chiếm 87,9% tổng diện tích, tổng dân số là 385.700 người. Tâm chấn cách thành phố Chiêu Đông khoảng 49 km, cách tỉnh Lương Sơn 134 km, cách thành phố Liepanshui 161 km và cách thành phố Panjihua 167 km. Trận động đất được cảm nhận ở Côn Minh, Vân Nam, Thành Đô, Lạc Sơn, Trùng Khánh và những nơi khác ở Tứ Xuyên. Vào ngày 18 tháng 9, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra ở Ludian, Vân Nam. Theo công việc tại hiện trường động đất, thông số kỹ thuật điều tra là GB T18208.3/2011 và thang cường độ động đất Trung Quốc GB T17742/2008. Nhóm tại chỗ của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã tiến hành điều tra thiệt hại do động đất ở các khu vực thiên tai và phân tích hồ sơ quan sát rung động. Cường độ cao nhất ở khu vực bị động đất là độ 9 và trục dài của đường đẳng tích nhìn chung là theo hướng Bắc Tây Bắc. Tổng diện tích của khu vực từ độ 6 trở lên là 10.350 km2, gây ra tổng cộng có 10 quận huyện thuộc các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên. Trận động đất xảy ra gần đứt gãy Yude Giao Tông ở phía đông bắc và phía tây. Và kết quả cơ chế tiêu điểm cho thấy nó là một vết đứt gãy do rãnh trượt tấn công. Trận động đất này có một số đặc điểm, cường độ của một trận động đất tương đối cao, dân cư của quận Ludian tương đối đông đúc. Quận Ludian là một quận nghèo đói của quốc gia, khu vực động đất là địa hình núi và thung lũng, nó xảy ra ở một vùng núi với diện tích rộng. Thứ nhất, cường độ của trận động đất này tương đối cao. Vân Nam là tỉnh Tứ Xuyên xảy ra thảm họa động đất ở Trung Quốc. Trận động đất này là trận động đất 6,5 độ Richter khác kể từ trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra ở Nghiêu An, Vân Nam. Nghĩa là trong thời gian qua không có lần nào xảy ra trận động đất mạnh có cường độ trên 6,5 độ Richter. Đã rất lâu kể từ khi trận động đất đầu tiên mạnh 7 độ Richter xảy ra ở Lệ Giang, Vân Nam vào năm 1996. Vì vậy, đây là sự kiện động đất tương đối nghiêm trọng xảy ra ở Vân Nam trong 10 năm qua. Do cường độ lớn và tâm chấn nông nên đã gây thương vong và thiệt hại về tài sản nghiêm trọng. Thứ hai, huyện Ludian là một khu vực đông dân cư ở tỉnh Vân Nam. Mật độ dân cư đông đúc khiến số lượng người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn này, thảm họa cũng tương đối nghiêm trọng. Thứ ba, quận Ludian là một quận nghèo đói trên toàn quốc. Điều kiện kinh tế địa phương tương đối và khả năng chống động đất của các tòa nhà nhìn chung kém. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại nặng nề trong thảm họa này. Thứ tư, khu vực động đất là dạng địa hình núi, đồi và hẻm núi.
Do đang vào mùa mưa nên trận động đất gây ra nhiều thảm họa thứ cấp nghiêm trọng hơn như lở đất, lở đá, đá lăn và hình thành các hồ đập, cũng là trầm trọng thêm tình trạng mất mát do thảm họa này. Thứ năm, do trận động đất xảy ra ở khu vực miền núi gây gián đoạn thông tin liên lạc và giao thông, khiến hoạt động cứu hộ cực kỳ khó khăn. Hiện tại, dưới sự tổ chức của chính phủ, các hoạt động cứu trợ thiên tai khác nhau đang được tiến hành nhanh chóng. Lúc 17 giờ ngày 18 tháng 9, cục địa chấn Vân Nam lập tức kích hoạt tiếng vang cấp 1. Đội cấp cứu tại chỗ gồm 4 người do chỉ huy trưởng kiêm phó giám đốc Chen Quinn chỉ huy nhanh chóng đến khu vực xảy ra thảm họa lúc 17 giờ 35 phút với các thiết bị máy móc liên quan thực hiện giám sát động đất tại chỗ, điều tra thảm họa động đất, đánh giá tổn thất thiên tai, công khai phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai, hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp. Và lúc 17 giờ cùng ngày, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Vân Nam và Bộ Nội vụ đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thảm họa cấp 2 và cấp phát đồ cứu trợ như 2.000 lều, 500 mảnh vải sọc màu, 3.000 bộ giường gấp, 3.000 mền và 3.000 chiếc áo khoác bông cứu trợ cho quận Ludian. Tính đến 15 giờ, tổng cộng 617 người đã thiệt mạng trong trận động đất, bao gồm 526 người ở huyện Ludian, 18 người huyện Cao Gia, 1 người ở huyện Triệu Dương và 12 người ở huyện Hu Dê, 112 người mất tích, 3.143 người bị thương và 22,97 triệu người bị ảnh hưởng. 10.000 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 đã di rời khẩn cấp 229.700 người, 25.800 hộ và 80.900 nhà bị sập, 40.600 hộ với 129.100 nhà bị hư hỏng nặng, 151.200 hộ với 466.100 nhà bị thiệt hại nhẹ. Theo báo cáo, trận động đất đã gây thiệt hại cho 43,26 km đường cao tốc, thiệt hại kinh tế 860.000 nhân dân tệ, 5 cây cầu bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế 2,5 triệu nhân dân tệ, 31 con đường bị sập, thiệt hại về kinh tế là 3,1 triệu nhân dân tệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.